Rồi, ở đây mình sẽ là làm việc với cái phần vẽ cái logo hàng Việt Nam chất thì cao này. Thứ nhất là mình sẽ tạo cái chữ cong, đúng không? Mình sẽ sử dụng chữ, tức là đánh chữ trên đường bát, nhập chữ trên đường bát. Thì để nhập chữ trên đường bát thì chúng ta sẽ dùng công cụ pen, mình vẽ một cái đường cong. Các bạn vẽ cái đường cong bất kỳ. Vẽ xong thì nhấn phím Escape để thoát nó ra, hoặc là bấm về đây để mình kết thúc. Thì cái đường này người ta gọi là đường bát nha. Để đường bát, bây giờ mình muốn đánh chữ nó cong chạy theo cái đường này thì các bạn click vô công cụ và đánh chữ này. Mình sẽ chọn cái thứ ba này gọi là Tie on a Bat Tool này. Rồi cái thứ ba này, cái biểu tượng đường cong này ha. Rồi mình chọn nó, rồi các bạn nhấp trực tiếp lên trên cái đường này. Đó, thì bạn thấy cái phần mềm nó tự nhập chữ cho mình, chữ này chữ demo thôi. Thì giờ mình muốn đánh chữ thì mình sẽ gõ vô đây. Ví dụ đánh chữ phông chữ gì thì mình bấm ở đây mình chọn phông. Ví dụ thầy chọn phông này đi ha, phông này. Rồi đánh chữ à, tại vì rất là hài đúng không? Đó. Rồi bạn muốn sửa lại thì vẫn cái chữ này mình bôi đen đó thôi, bôi đen. Và các bạn click trên này mình sẽ chọn phông. Đó, mình sẽ chọn phông. Hoặc là chọn kiểu chữ, ví dụ bold, nghiêng hoặc là vừa bold vừa nghiêng thì mình chọn ở đây. Rồi cỡ chữ thì mình click đây mình chọn cỡ chữ to nhỏ, hoặc là các bạn có thể mở hộp thoại bằng cách click vô cái biểu tượng là character panel này ha, thì nó hiện lên cái hộp thoại cho mình. Hoặc là vào window, các bạn kéo dưới mình chọn cái size này, các bạn window kéo dưới chọn size, chọn character cũng được này ha. Thì có nhiều cách để mở cái hộp thoại này. Thì cái phần cái ô khung đầu tiên đây thì cho phép bạn lựa chọn phông. Đó, lựa chọn phông này. Đó, tùy ha. Rồi kiểu chữ này. Tùy loại phông thì nó sẽ có kiểu. Giống như cái kiểu Avo hồi nãy thì nó có những cái phông như là bold, nghiêng, đậm gì đó thì nó có này. Rồi cỡ chữ này. Cỡ chữ này. 14. Mặc định tối đa nó là 72. Các bạn muốn lớn hơn nữa thì mình tự đánh số vô đây, tự nhập số vô đây hoặc là nhập vô đây cũng được ha. Đó. Rồi cái phần bên này thì khoảng cách giữa các dòng, ví dụ bạn đánh văn bản mà nhiều dòng á thì mình sẽ chia cái khoảng cách đó ra, tức là khoảng cách giữa dòng này với dòng kia thì bạn dùng ở đây, còn mặc định thì mình để ô tô. Còn cái chỗ này á thì cho phép mình kéo giãn này, kéo giãn khoảng cách chữ ra này, cái độ dài của các ký tự á. Đó. Ví dụ 75 thì nó là giãn nó như vậy, 50 50 là vừa khít rồi ha, 25, 10, 15 hoặc là co co lại chẳng hạn. Thì đây là các khoảng cách về về chữ ha, mình giãn chữ ra. Còn cái này là cái độ mập của chữ này, mình giãn độ mập của chữ này. Thì mình không nên xài cái này bởi vì nó giãn nó hư cái chữ của mình, nên mình không xài ha, không xài này, để 100% là đúng. Còn này là chữ hoa hết này, đúng không? Chữ hoa hết, chữ hoa vừa chữ thường. Hoặc là đánh chữ kiểu có mũ á, dấu mũ thì mình chọn vào cái này, mũ ví dụ một x x mũ 2 chẳng hạn thì mình sẽ đánh dùng mấy này ha. Đó, thì cái bảng chữ này là như vậy. Rồi vấn đề tiếp theo là gì? Cái này mình đang dùng chữ trên đường bát thì mình có thể vào menu Style, vào Style on a Bat. Đó. Thì đây là các cái tính năng của nó này, như làm xiên này, làm xiên chữ này, hoặc là dạng rainbow, tức là dạng cầu vồng thôi. Hoặc là bạn có thể mở luôn cái hộp thoại Style on a Bat option ra để mình chỉnh này. Đó. Thì đây là cái bảng của nó này, các bạn check cho cái thằng review để mình xem kết quả trước này. Đó, ví dụ như là trong này mình có là làm xiên đúng không, skill này 3D rồi. Đó. Đó.
mặc định thì rainbow. Còn thằng line to path là cái đường giống, đường canh đó. Thì basic line tức là nó nằm trên cái đường đường này luôn, các bạn thấy không? Basic line. Còn ví dụ như là ascender, ascender tức là nằm ở trên đầu của cái đỉnh chữ ha, ascender. Nếu bạn học typography nghệ thuật chữ rồi thì mình sẽ làm biết được cái từ này ha, nó nằm trên đầu của đỉnh chữ là cái phần cao nhất của cái con chữ. Rồi cái center tức là nó sẽ nằm ở giữa giữa cái đường line này, giữa cái đường đường path. Còn December thì nằm lên trên, lên trên, tức là bên trên như vậy. Basic line thì nằm ở dưới ha, dưới cái phần chữ. Đây. Và Philip tức là nếu bạn check ở đây thì nó sẽ làm gì? Nó đảo ngược xuống cho mình. Thay vì nằm ở trên thì giờ nó lật ngược xuống. Philip ha, tức là nó lật ngược xuống. Ví dụ cái chữ này nè. Đó, cái chữ này thì nó phải lật ngược xuống. Đúng không? Lật ngược xuống. Đó. Rồi thằng auto spacing tức là cái phần khoảng cách của các cái chữ này. Thì nó đang để auto thì mình sẽ chọn ví dụ đây là 15 trừ 15 trừ 30 tức là cái độ giãn của các cái ký tự ra này. Hoặc là dương thì nó sẽ như vậy. Dương. Đó. Thì bạn có thể co chỉnh nó lại, ví dụ root. Đó. Cái khoảng cách của các cái ký tự đó. Đó. Này là không là bình thường. Hoặc là auto cũng được. Thì bạn muốn co giãn thì chúng ta sẽ dùng cái này. Tức là khoảng cách của các ký tự ha. Rồi nếu bạn không chỉnh gì nữa thì mình nhấn OK. Đó, một cái nữa về chữ nè. Bây giờ thầy đánh một cái chữ nào đó. Ví dụ thầy có cái chữ này đi. Chữ demo này đi. Bây giờ cái chữ này thầy muốn chuyển thành chữ hoa hết. Đúng không? Thay vì đây là chữ đầu là chữ hoa, còn bao nhiêu chữ thường, bây giờ thầy muốn nó thành chữ hoa hết. Thay vì các bạn phải bật phím cắt lóc mình gõ lại, thì bây giờ mình vào menu Type này. Đó, mình có Path Scale này. Đó, mình chọn cái đầu tiên này, bạn thấy biểu tượng không? Upper Scale này. Đó, thì nó sẽ thành chữ hoa hết này. Ha, rất là nhanh. Hoặc là biến chữ hoa thành chữ thường hết này. Lower Scale này. Đó, thì nó thường hết này. Thì sau này mình làm mình muốn chuyển đổi lại cho nó nhanh, thay vì mình phải gõ lại nó mất thời gian thì mình nên dùng cái này. Hoặc là đầu của một chữ, đầu của một chữ là chữ hoa này. Đó, chữ L hoa, chữ Y hoa này, không? Đầu của một chữ này, bạn nhìn cái biểu tượng là mình biết này. Hoặc là sentence scale tức là cái gì? Đầu câu của một cái dòng á là cái đầu là chữ hoa này. Đó, thì bạn thấy đầu của một chữ hoa. Thì cái này cũng rất là hay xài nha các bạn. Mình hay chuyển đổi. Rồi tóm lại về cái bảng character thì các bạn nhớ cho thầy về điều chỉnh các chữ. Các cái chữ. Mình còn một cái bảng nữa là bảng paragraph. Bảng paragraph này thì canh giống về văn bản. Tức là ví dụ bạn có hàng loạt các cái văn bản. Ví dụ như giờ tạm thời bỏ này qua một bên đi. Giảng luôn để sau này mình làm bài cho nó đỡ. Ctrl C. Đó, ví dụ thầy có văn bản này. Thì thầy bật cái gì? Paragraph lên này. Các bạn thấy nó đang chọn là align left, tức là căn văn bản về bên trái này, thấy không? Đó, cái này là căn giữa này. Đó, bật căn văn bản về giữa này. Căn giữa này, căn về phải này, ha. Chart VT tức là dàn đều này. Đó, có bao nhiêu nó tự dàn hết, dư bao nhiêu dư. Đó, dàn đều theo trục giữa này. Còn dàn đều theo bên phải này. Đó, dàn chia đều hết thì mình sẽ bôi đen nó đi. Mình bôi đen nó đi. Đó, bôi đen như vậy mình căn cho nó dễ này. Sao chạy. Đó. Đó là mình đánh kiểu văn bản ha. Nó mới chạy nổ. Rồi. Đó là về phần chữ. Thì mình có bằng đó cái ha. Bây giờ áp dụng vô cái chữ đánh vòng tròn này.
thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái logo hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn ellipse, các bạn hình tròn ellipse. Các bạn không phải cái vòng tròn này mình cũng dùng pen mình đồ nha, mình không phải dùng pen đồ này được nha. Nó có hình, nó có công cụ thì mình dùng công cụ. Rồi lít ra đây thầy cần vòng tròn là khoảng 5 cm đi, đánh 5 vô đây. Ok, thầy dùng nét thôi. Rồi thầy tô cho nó cái màu, màu xám ha, cái nét màu xám. Rồi thầy muốn cái nét nó dày lên thì thầy bấm vô stroke, thầy chọn 2 hoặc 3 gì đó, 3 4 đi ha. Đó, ví dụ cái nét là 4 nè, được chưa? Đó, 4. Rồi tiếp theo thầy cần một cái hình màu tròn màu vàng bên trong, thì copy này ra, edit copy, edit path in front này, path in front tức là, hoặc là path in play tức là path tại vị trí này. Sau đó để shift cộng antennas mình thu đồng tâm lại này, thu đồng tâm ha. Rồi mình tô cho nó cái màu vàng vô đây, thầy tắt cái nét này đi, bỏ nét đi. Đó, thì mình được cái hình giống như vậy. Tiếp theo là mình vẽ cái đường cong. Ví dụ đường cong này nó không có cái công cụ nào hết đó, nhưng mà mình muốn vẽ giống như 100% như vậy thì các bạn nên dùng công cụ pen. Lúc này mình mới dùng pen mình đồ như dưới đây mới gọi là đồ họa đó. Đó, học 2 năm 4 tháng ra đồ được cái hình này. Rồi đồ không xong nữa là thôi đi chạy Grab. Lít lên đây xoay. Đó, bẻ xuống đây ha. Đó, cái chỗ này nó giấu vô trong rồi nên mình chỉ cần click vô đây thôi. Muốn sửa lại thì các bạn sẽ phóng lớn lên cho nhìn cho nó kỹ nè. Sau đó mình dùng công cụ deselection nè. Đó, mình click vô cái nốt để mình di chuyển nốt, hoặc là mình uốn theo cái đường cho nó đúng 100%. Nếu như cái logo của người ta thì yêu cầu thì mình nên phải vẽ lại đúng 100%, đúng không? Đó. Cần vẽ sai là người ta không chịu đâu. Rồi cái hoa, cái ngôi sao này thì thay vì các bạn dùng pen mình đồ thì mình sẽ dùng công cụ gì, start ngôi sao, đúng không? Star ngôi sao, các bạn click ra ngoài cái nền này nè, nhấn ok thì mình được cái hình ngôi sao này. Cái phần ngôi sao này các bạn thấy cái phần có hai phần nha. Cái phần đỉnh á, phần đỉnh bên ngoài là cái phần Arius 1 này, là cái phần bên ngoài nè. Radio 2 tức là cái phần bên trong này, cái phần này nè. À, ví dụ phần này mà thầy để khoảng 1 đi ha, thì bạn thấy nó sẽ này, thấy không? Cái đỉnh này nó như vậy này. Đó, nên cái chỗ này mình tăng lên cao một chút, 2 đi. Đó, 2 đi. 5 cánh này ha, point là 5 điểm, 5 cánh này, ok này. Đó. Bây giờ mình thu nhỏ vô nè. Rồi mình xếp vô đây, mình vẽ làm sao cho nó bằng cái này, mình xoay cho nó đúng cái hướng ngôi sao là nó quay lên, thấy không? À, chứ mình mà quay không đúng vị trí là cũng không xong đâu. Rồi rồi bây giờ mình tô cho nó cái màu thì tính sau đi ha. Rồi, mình đặt tạm thời đây. Rồi giờ mình sẽ di chuyển nó đi, mình di chuyển qua đây. Mình di chuyển qua đây, mình đưa nó vào đúng cái vị trí của nó, được chưa? Rồi cái màu này mình tô cho nó màu đỏ nè, mình chọn tô màu đỏ lên nè, màu đỏ 100% này. Rồi cái ngôi sao này cũng màu đỏ nè, đúng không? Ngôi sao màu đỏ, ngôi sao màu đỏ nhưng cái viền nó màu trắng nè, mình chọn cái nét mình tô viền màu trắng nè. À, nó ra được cái này, tô viền màu trắng. Rồi cái vấn đề quan trọng của mình đây là cái gì? Cái chữ nè. Đó, cái chữ á thì nếu như mình dùng công cụ ellipse mình vẽ một vòng tròn vô được không? Nếu mình vẽ một vòng tròn như vậy, nếu bạn vẽ một vòng tròn như vậy thì mình sẽ dùng công cụ nhập chữ trên đường bát này. Mình nhập chữ vô đây thì chữ nó sẽ chạy vòng quanh cái này, vòng quanh cái này. Và ví dụ mình lấy chữ chữ tới đây thì nó tới đây thôi, đúng không?
mà cho phông lớn nhỏ thì mình dùng cái hồi nãy mình học cái bảng này rồi, được chưa? Đó. Còn chữ ở phía dưới này thì sao? Đối với Illustrator Corel thì được, nhưng mà Illustrator thì chúng ta phải thêm một vòng tròn nữa, đúng không? Mỗi một vòng tròn chứa một cái chữ chữ cong này. Đấy, thì bây giờ làm cách này cũng được, bây giờ thầy làm cách khác đi. Cách khác là sao? Cách khác là mình dùng công cụ Pen, các bạn có thể vẽ một nửa vòng như vậy, nhưng mà mình vẽ mà nó không được đẹp lắm, đúng không? Nó không được đẹp lắm thì bây giờ mình sẽ dùng hình tròn luôn, thầy copy chính cái hình này luôn, edit copy, edit path in play, sau đó thầy thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đây nè, đó cái chữ nó sẽ chạy chung quanh này ha, thầy cho cái viền này nó nhỏ lại thôi, tại nó chỉ là cái viền thôi mà, viền màu đen đây ha, đó thì cái chữ thầy sẽ nhập trên đường viền đường cong này, từ đây này chạy qua đây này, nhưng mà giờ thầy tách nó ra, thầy muốn tách cái vòng tròn này ra này, tách cái điểm nó ra, nốt ra thì dùng công cụ là deselection này. Rồi, các bạn click vô trong cái nốt này không, click vô cái nốt này nè, các bạn để ý ở trên cái phần mềm Illustrator CC 18 á, nó sẽ có một cái công cụ là cut path, đó là nó cắt cái đường path nó ra, đúng không? Mình sẽ chọn cut path, đó. Rồi lúc này mình sẽ lôi nó ra được này, lúc này mình click vào cái điểm mình lôi, thấy chưa? Đó, nó sẽ tách cái này ra, delete đi thôi, hoặc là mình dùng công cụ xóa nốt, đó, mình click vào đây. Đó, nó bỏ nốt đi, thấy chưa? Thì mình được một nửa đây, một nửa đây, hoặc là mình thêm nốt đây, các bạn muốn thì mình có thể thêm nốt ở đây, sau đó mình bỏ cái nốt này đi cũng được. Bây giờ thầy xoay nó đi, thầy dời cái tâm nó đi, thầy nhắm nhắm dưới đây, xoay đi, xoay, xoay đi. Xoay đây ha. Bạn muốn làm chính xác thì mình dời cái tâm cho nó đúng một chút, tại vì cái này đó, tương đối vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đánh chữ trên cái đường bát này. Mình dùng công cụ nhập chữ trên đường bát này, mình click vô đây này, thấy không? Mình đánh chữ là hàng Việt Nam chất lượng cao, bật phim cắt lóc lên, đánh chữ hàng Việt Nam chất thì cao. Rồi cái chữ này mình bôi đen nó đi, vẫn dùng công cụ đó, các bạn bôi đen đi. Ở đây thì nó không có pon, bạn để ý cái mẫu người ta không có pon, mình trả nó lại bình thường thôi. Rồi mình cho phông nó lớn chưa, phông đủ lớn chưa. Bạn có thể nhấn phím space bar cho nó dời lên đây cũng được, mình căn sao cho nó bằng bằng vậy đó. Rồi mình muốn giãn chữ ra thì mình tiếp tục dùng cái bảng này. Mình sẽ giãn ra, hoặc là mình vào đây cũng được này. Mình vào đây giãn này. Đó. Bật view lên mới thấy được. Đây là sao? Mình giãn nó ra. Đó, mình giãn ra, hoặc là cái bảng chỗ này cũng được ha, mình có thể giãn ở đây, mình có thể giãn đây. Rồi tiếp theo là cái chữ bên dưới thì cũng cái chữ này luôn, các bạn nên copy ra, đúng không? Edit copy, edit path, path inlay luôn, sau đó mình xoay đi này. Xoay. Mình xoay thì muốn chính xác thì chúng ta nên dùng cái mở cái align thước ra này. Hôm trước mình học cái ruler này rồi. Mình kéo thước dọc vô giữa này. Rồi. Kéo thước dọc, thước ngang vô đây. Mình lấy cái tâm đó thôi. Thấy không? Để tâm. Bây giờ mình dời cái thằng này nè. Dời tâm vô đây nè. Đó, mình xoay nè. Không, nó chính xác hơn nhiều.
Rồi cái phần dưới này á thì mình đánh chữ chất lượng cao, mình bôi đen đi. Ctrl A đánh chữ chất lượng cao. Đó. Chữ chất lượng cao. Rồi trong này mình trả nó lại đi, mình mở cái bảng này ra. Type on the bad option nè. Chỗ này mình cho lại auto đi ha. Chất lượng cao. Bật này lên. Nhớ bật này lên mình mới thấy ở ngoài mình biết được nha. Rồi bây giờ mình đảo ngược lại nè, Philip nè, đúng không? Philip đó thì nó nhảy vô nè. Nó nhảy bên trong nè. Thì đây mình có gì? Ascender nè. Hoặc là gì? Ascender. Rồi. Nhớ chỗ này nè. Giãn ra. Rồi. Ok đi. Bây giờ cái chữ dưới nó sẽ dày hơn đúng không? Cái ạ. Máy chạy. Nó chạy nó không dừng được. Rồi. Thì bây giờ nó thiếu chữ vô đây thì các bạn có thể dùng character mình giảm bớt xuống được nè. Thì cái này nó cũng tương ứng với cái nãy thôi. Ví dụ cỡ 25. Được chưa? Rồi. Mình bôi đen nó đi. Chữ dưới dày thì mình sẽ chọn kiểu bold. Bold. Cho nó 25 10. Đó. Được chưa? Vậy thôi. Còn cái bài này mình làm gì? Các bạn quan sát, người ta yêu cầu mình vẽ cái bánh răng. Thì trước tiên thầy làm mẫu đại cho các bạn xem cái cách làm thôi. Giờ thầy vẽ hai hình tròn. Copy ra, edit copy nè. Edit path in path lay đi, path tại vị trí này. Shift Alt Tab thu đồng tâm. Rồi mình có hai vòng tròn rõ ràng chưa? Được chưa? Mở bảng Pathfinder lên, vào Windows tìm cho thầy chữ Pathfinder nè. Đó. Rồi mình chọn exclude, tức là loại lục thủng á, đúng không? Không bao gồm gì đó, lục thủng. Thì mình lục thủng nè. Nhớ cái bài vẽ cái logo Olympic không? Đó. Lục thủng đi. Rồi. Bỏ nét đi cho nó dễ. Bây giờ mình vẽ cái này. Các bạn không phải dùng pen, mình đồ ngồi đồ cái này đâu nha. Mình vẽ chuyên nghiệp mà, đúng không? Mình kéo cái thước vô đây. Kéo thước vô đây. Chọn này xong kéo cho nó nằm ở giữa nè. Đó. Dùng công cụ vẽ hình chữ nhật. Vẽ cái răng lên đây. Đó. Mình canh giữa thì mình bấm vào đây, mình canh giữa nè. Align canh giữa nè. Không, canh giữa, canh trái, canh giữa nè, canh giữa theo trục dọc nè. Cái này mình cho cái màu đi. Rồi. Bây giờ mình dùng công cụ này mình sẽ làm xiên cái đối tượng này đi. Làm cho nó xiên một góc, một cạnh như vậy. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình có được cái thằng này rồi. Mình sẽ copy ra hàng loạt cái. Thì trước tiên mình muốn copy xoay, hôm trước mình học bài copy xoay rồi đó, thì mình dùng rotate này, mình dời cái tâm vô đây nè. Được chưa? Đè antenat. Mình lít vô đây để mở hộp thoại nè. Này bằng 0. Bằng 0 ha. Rồi.
mình muốn xoay góc bao nhiêu độ, thử 20 độ đi. 20 độ thì nó nhảy cỡ này hả? Ok coi. Không. 20 độ. Ctrl D lặp lại thao tác này. Được chưa? Rồi, chọn hết. Bỏ cái này đi. Thầy chọn hết. Mình dùng cái lệnh là gì? Hàn nó lại nè. Union, đúng không? Đó, hàn nó lại thành bánh răng. Sau đó mình cắt ra. Cắt thì bây giờ mình vẽ một cái đường qua đây, vẽ một cái hình qua đây. Rồi, giờ thầy sẽ chọn với cái bánh răng này. Cắt. Cắt mất đi nè, đúng không? Minus front này. Mất cái trên. Rồi tiếp theo các bạn, cái chữ này thì không có cái phông, thì các bạn làm logo lại thì chúng ta không có cái phông. Giống như vậy bạn phải chịu khó phông lớn lên và đồ họa cho nó, đúng không? Đồ lại cái chữ. Còn nếu có phông thì tốt rồi, nhưng mà thường thì những cái logo thì người ta cắt điệu chữ ra rồi, chúng ta không có cái phông kiểu này đâu. Và nhiều khi mình tìm cũng rất là khó, nhiều khi tìm mất nửa ngày cũng chưa chắc có, đúng không? Nên tốt nhất là đồ họa cho nó ha, đồ họa cho nó. Được chưa? Đó là cái bài này thôi. Chú ý cách làm chữ nha.